Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Bính Dần, mệnh lưu trung hỏa, thường có tính cách nóng nảy nhưng lại khá nhiệt huyết và tận tâm. Họ là người có được sự rèn luyện về ý chí nên thường đứng vững trước những khó khăn, biến động. Đặc trưng của lưu trung hỏa luôn là sự cầu tiến và nhiệt huyết, có thể giúp hoàn thành được mọi việc. Tuổi Bính Dần ghét sự chờ đợi hay chậm chạp và thường khó kiềm chế cảm xúc được với những người không hài lòng. Họ là người thể hiện sự yêu ghét rõ ràng nhưng vô cùng nhạy cảm trước các tình huống. Nóng tính nhưng tuổi Bính Dần tâm đức vô cùng sáng nên thương người, tốt bụng và vô cùng hào phóng, rõ ràng và minh bạch, không thích sự mập mờ. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị về tử vi của anh chị tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Bính Dần trong 6 tháng cuối năm 2021, vận trình của tuổi Bính Dần trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của anh chị tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, anh chị tuổi Bính Dần gặp cục diện Sửu Dần ám hợp, thời gian này về cơ bản là khá thuận lợi. Anh chị tuổi Bính Dần trong thời điểm này có thể khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương và được lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, anh chị sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển trong nửa cuối năm cũng khá tốt đẹp. Anh chị có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Ngoài ra, trong thời điểm này, anh chị tuổi Bính Dần nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân Kim Bài Thái Tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, giúp anh chị luôn được may mắn và bình an, mọi việc từ đó có thể được viên mãn hơn. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của anh chị tuổi Bính Dần trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy anh chị tuổi Bính Dần có nhiều cơ hội được thăng chức, tăng lương trong thời gian này. Anh chị chỉ cần dựa vào sức của chính mình, không ngừng quyết tâm, cố gắng vượt qua khó khăn thì sẽ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo và đồng nghiệp. Tuy nhiên, anh chị cần phải chú ý rằng, để đạt được thành công như mong đợi, anh chị cần phải cố gắng hơn mọi người rất nhiều. Đôi khi, anh chị có thể rơi vào tình trạng lao lực, vất vả. Cho nên trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Bính Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ trong năm 2021. Đồng thời chiêu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc được hành thông thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính nửa cuối năm 2021 nói chung là ổn định, anh chị tuổi Bính Dần vẫn duy trì được mức lương từ trước tới nay. Nếu đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, có thể được nhận thêm những khoản thưởng nóng hoặc tăng lương.
những anh chị đang làm đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản cũng có cơ hội thu lời từ số vốn bỏ ra trước đó. Anh chị cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Ngoài ra, để kích vượng vận tài lộc, anh chị cần mang bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho anh chị. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi cho thấy nửa cuối năm 2021 là thời gian khá đào hoa đối với anh chị tuổi Bính Dần. Những anh chị còn độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình. Anh chị nên cho người khác cơ hội được tiếp xúc gần gũi với bản thân. Đồng thời, nếu anh chị đem lòng yêu mến ai thì nên chủ động tiếp cận, chủ động bày tỏ, không nên để lỡ mất thời cơ tốt. Đối với những anh chị đã có gia đình, hai người cần bao dung và lắng nghe nhau nhiều hơn. Vậy nên số lần tranh chấp, mâu thuẫn có dấu hiệu giảm hẳn. Anh chị biết quý trọng gia đình mình và luôn cố gắng hết sức để gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Ngoài ra, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Bính Dần hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những anh chị đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Vấn đề sức khỏe của anh chị tuổi Bính Dần trong nửa cuối năm 2021 có dấu hiệu suy giảm. Có thể là do áp lực công việc gây nên. Anh chị cần chú ý nghỉ ngơi, thư giãn, tránh tình trạng lao lực. Bên cạnh đó, anh chị hãy chú ý rèn luyện sức khỏe, vận động thường xuyên để tránh các bệnh văn phòng như đau nhức xương khớp, béo phì. Ngoài ra, để có thể hóa giải được những điểm xấu thì thầy phong thủy khuyên các anh chị tuổi Bính Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp anh chị xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ anh chị tuổi Bính Dần dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của anh chị tuổi Bính Dần trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của anh chị qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Lâm cục diện xung thái tuế, vận trình tháng 7 của anh chị tuổi Bính Dần giảm sút mạnh. Lại thêm dân gian coi đây là tháng cô hồn, anh chị sẽ liên tục gặp phải những rắc rối trong công việc và chuyện tình cảm. Tiền bạc cũng có dấu hiệu hao tán, áp lực kinh tế ngày một lớn, anh chị lại khó có thể chia sẻ cùng người thân, vì thế mà liên tục rơi vào tình trạng căng thẳng do phải lo toan, suy nghĩ quá nhiều. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng này vận khí của anh chị tuổi Bính Dần khởi sắc hơn đôi chút so với tháng trước, nhưng nhìn chung vẫn còn có nhiều điểm đáng lưu ý. Ngoài ra, lưu nguyệt có can chi đinh hỏa và dậu kim tương khắc, anh chị cần hết sức lưu ý về vấn đề sức khỏe. May mắn trong tháng này, anh chị không mắc những bệnh quá nghiêm trọng, nhưng khó tránh ốm đau vặt liên miên, thậm chí suốt cả tháng. Kéo theo đó, ảnh hưởng xấu tới tiến độ công việc và gây hao tán tiền bạc. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Do được tam hợp quý nhân soi đường chỉ lối, tháng này anh chị tuổi Bính Dần sẽ mở mang đầu óc, làm việc thuận lợi, có nhiều biểu hiện xuất sắc. Bên cạnh đó, lại có thêm nhiều cát tinh trở mạnh, anh chị làm gì cũng có cảm giác hanh thông hơn trước rất nhiều. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Vẫn trên đà thuận lợi, anh chị tuổi Bính Dần hoàn thành khá nhiều mục tiêu trong tháng 10 âm lịch. Công việc của anh chị sẽ có người giúp sức, khó khăn sớm được giải quyết. Tuy nhiên, có thời điểm tinh thần lao dốc, anh chị làm việc không cẩn thận, thiếu tập trung nên rơi vào thế thụ động, rất dễ phạm sai lầm nghiêm trọng. Nếu tránh được thì thành quả thu về mới đáng kể. Vấn đề tiền bạc, anh chị cũng không còn là áp lực quá lớn. Tháng này thiên tài vượng lấy nguồn thu nhập thụ động hoặc phụ làm chủ. Việc đầu tư kinh doanh cũng sinh lời, thu về nhiều lợi nhuận. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch.
Tháng có Tý Thủy và Dần Mộc tương sinh về mặt ngũ hành, tốt cho sức khỏe của anh chị tuổi Bính Dần. Người ốm đau lâu ngày khỏi bệnh, người bình thường cơ thể thêm tráng kiện. Sức khỏe tốt cũng giúp tinh thần phấn chấn hơn, từ đó anh chị tuổi Bính Dần dễ dàng tập trung giải quyết công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm Tân Sửu, đời sống vật chất của anh chị tuổi Bính Dần khá thoải mái, không có quá nhiều áp lực, mặc dù có rất nhiều chi phí phát sinh. Tháng này có các tinh chủ vượng tài trợ mệnh, anh chị có thể kiếm tiền dễ dàng, có khoản lương, thưởng hay hoa hồng cộng dồn. Việc kinh doanh, buôn bán cũng tấp nập, thu về nhiều lợi nhuận hơn trước. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của anh chị tuổi Bính Dần trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn anh chị tuổi Bính Dần. May mắn anh chị tuổi Bính Dần trong 6 tháng cuối năm được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là về hôn sự. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Tuy nhiên, anh vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan đến máu huyết. Trong thời gian này, anh cũng cần chú ý đến hạn huỳnh tuyền. Bệnh đây là hạn xấu tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Khi gặp sao hạn huỳnh tuyền, anh sẽ dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Mưu cầu giành lợi đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Chị cũng may mắn gặp được sao thủy diệu trong thời gian thời điểm nửa cuối năm. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc hơn cả. Tuy nhiên, chị cần đề phòng hạn toán tận. Hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau, bệnh tật. Ra ngoài, cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Thứ hai, luận hung can niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của anh chị tuổi Bính Dần trong thời gian này có các cát tinh như Thiên Khôi, Hồng Loan mang tới vận quý nhân vượng, đào hoa khởi sắc. Bên cạnh đó cũng có các hung tinh như Kiếp Sát, Cô Thần, Thiên Không, Hối Khí gây suy nghĩ tiêu cực, khó phát huy sức mạnh nội tại hay kiểm soát cảm xúc cá nhân, tác động khá nhiều tới đời sống tình cảm. Cùng tam hợp thì có Thiên Việt, Đào Hoa, Nguyệt Đức, Thiên Chủ, Thiên Đức là những cát tinh thúc vượng đào hoa, chuyện sinh con cái. Ngoài ra còn có tác dụng các hung tinh Quả Tú, Kình Dương, Tử Phù gây nhiễu loạn cảm xúc hoặc thương tật tay chân, động chạm, giao kéo. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các sao Thiên Hỷ, Long Đức mang tới điểm báo quý nhân vượng, xong lại có Đà La, Tiểu Hao báo hiệu mất tiền vì sức khỏe giảm sút. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của anh chị tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.